Thì cái cách mà mình gia cố cái tấm này vào đây thì mình sẽ sử dụng là mình bắn đinh hả anh em. Đinh thì mình anh em lưu ý anh em đừng có nên sử dụng đinh ép hả anh em. Đinh ép nó sẽ có cái đầu của nó sẽ phá cái thanh gỗ ra nhìn nó mất thẩm mỹ ha. Mình sử dụng cái loại đinh đồng này nè. Nè đinh đồng là đinh này hả anh em. Xin chào anh em, hôm trước thì có mấy anh em có inbox với lại comment ở trên kênh của mình hỏi là kêu mình giới thiệu cái cách để làm cái hệ cửa cổng bằng gỗ nhựa composite anh em. Thì sẵn tiện hôm nay mình có làm cái hạng mục này thì mình giới thiệu anh em cách làm ha. Cái khung cửa này hiện tại là mình đang sử dụng hộp là 40-80 ha. Lại khung cửa là cái viền xung quanh nè anh em, viền này sẽ chạy xung quanh cái cửa đó. Còn ngoài ra những cái cây mà vuông 24 này mình đang hàng ở trong ngay tim của cái khung cửa này, hàng ngay tim của cái hộp 40-80 này là để sau này mình sẽ ốp gỗ vô những cái vị trí này ha anh em. Tức là nó giống như tác dụng nó giống như là cái xương á để mình ốp gỗ vô trong đây. Sở dĩ mà mình hàng những cái cây sắt nó cách khoảng ra như vậy á là để đảm bảo hai yếu tố của chủ nhà đưa ra. Thứ nhất á là nó có thể là sau này hoàn thiện gỗ nhựa ốp vào thì nó sẽ có thể là chủ nhà có thể là nhìn ra phía ngoài được, và thứ hai á là sẽ không có thấy xương ha. Sau này mình hoàn thiện cái cánh cửa này thì nó sẽ che luôn cái xương này, thay vì sau này những cái thanh gỗ nhựa của mình sẽ bắn trực tiếp vô cái xương này á thì mình sẽ làm cho nó một cái lớp thêm một lớp xương bằng nhựa ha, mình đệm vào trong đây để thay vì bắn vít thì mình sẽ bắn đinh để cho nó đảm bảo được cái yếu tố thẩm mỹ của cái cửa sau này ha. Tại vì cái cửa là cái vị trí mà người ta rất là dễ nhìn thấy, ví dụ như mà mình bắn vít thì nó sẽ bị lộ đầu vít ra thì bắt buộc mình phải bắn đinh để cho nó đạt cái thẩm mỹ. Thì cái lớp để mà mình làm lớp đệm để mà mình bắn đinh vào á cũng là cái loại mình hay sử dụng để mình làm hả anh em. Này là cái loại này là đà nhựa ha. Thì anh em lưu ý trước khi mình bắn đà nhựa vào á thì anh em nhớ mình sẽ sơn cái chống rỉ cái lớp sắt này trước. Lát nữa mình sẽ quét lấy sơn, mình sẽ quét hai cái cạnh hai bên này nè, cạnh này cạnh trái và cạnh phải của mỗi cái cây này, tại có khoảng hở một phần giữa cái hai thanh gỗ nè. Sau này người ta nhìn ở phía ngoài nhìn vô nó sẽ không thấy được thấy cái này nó cùng màu với lại cái gỗ ha. Sau khi mà mình làm xương ở bên trong xong rồi thì mình sẽ ốp cái tấm gỗ nhựa này lên ha anh em. Thì cái tấm mình đang sử dụng là cái loại này, độ dày là 12 ly ha, mặt rộng của nó là 72 và chiều dài của nó là mình đặt theo cái chiều dài của cánh cửa này là từ trên dưới là 2m6 để cho nó khỏi có bị nối ha anh em. Thì cái cách mà mình gia cố cái tấm này vào đây thì mình sẽ sử dụng là mình bắn đinh hả anh em. Đinh thì mình anh em lưu ý anh em đừng có nên sử dụng đinh ép hả anh em. Đinh ép nó sẽ có cái đầu của nó sẽ phá cái thanh gỗ ra nhìn nó mất thẩm mỹ ha. Mình sử dụng cái loại đinh đồng này nè. Nè đinh đồng là đinh này hả anh em. Cái loại này mình ốp là nó có khoảng hở một phân để cho ở phía trong chủ nhà có thể nhìn ra thấy bên ngoài được ha. Và thứ hai là nó sẽ không có thấy xương ở trong cái khe này. Hôm qua mình có lưu ý với anh em á là anh em nhớ sơn cái cạnh hông này hả anh em, cho nó cùng màu với lại màu gỗ. Thì bên đây là mình đã sơn cái cạnh hông này nè, mình sơn rồi cho nó cùng với màu gỗ này thì để sau này á cái khoảng hở này thật ra mình nhìn kỹ vào mình vẫn thấy được, cho nên là mình cần phải sơn lại để cho sau này mình nhìn vô thì nó sẽ tối và nó sẽ thật đẹp hơn ha. Và ngoài ra nữa thì anh em lưu ý là khi anh em làm mấy cái gỗ nhựa composite này á thì anh em nên gia cố là gia cố đinh hay là vít gì đó thì khoảng cách khoảng tầm 300 đổ lại thôi ha. Thì hiện tại từ đây tới đây là 300, để đây là 300 để cho đảm bảo cho cái độ ổn định của cái thanh gỗ, tại vì anh em thả xương xa quá thì sau này gỗ nó vẫn có khả năng nó bị cong vênh ha, tại vì khi mà ra ngoài nắng gặp nhiệt độ cao thì nó vẫn dao động ha, nó vẫn cong vênh, nó vẫn còn đó. Thì anh em nên gia cố thêm một lớp keo X-Bond ha vào trong cái này, rồi anh em ập tấm gỗ vô, anh em bắn đinh vô thì nó vừa có đinh và vừa có keo, nó giữ lại nó sẽ chắc chắn hơn nhiều ha.
cánh cửa này mình ốp cả hai mặt ha. Hoàn thiện cái cửa là trong ngoài luôn, là nó tổng cộng nó khoảng tầm gần 8 phân đó anh em. Sau khi mà mình làm xong mặt ngoài, hoàn thiện cánh cửa, mình sẽ chụp hình cho anh em coi ha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho mình. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em video sau. Bye bye.